Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là CCTV. Hôm nay mình vẽ về đề tài động vật trong rừng, muôn thú trong rừng nha. Có một cái chữ muôn thú trong rừng ở đây. Đây, muôn thú trong rừng. Mình tên là Trần Ngọc Nhã Uyên nha. Đây là một chú sư tử, chú hổ. Đây là chú voi. Đây là cảnh hoàng hôn buổi chiều. Cái này là mình đã đóng khung rồi nha, tại vì cái tranh này là mình vẽ đều đẹp nhất nên được đóng khung. Đây là một cái cây. Đây là ông mặt trời. Tại vì chủ đề hôm nay là muôn thú trong rừng nên mình phải vẽ những con động vật ở trong đây to. Tại vì muôn thú trong rừng mà. Đây là một bãi cỏ. Đây. Con voi, con sư tử đang đứng lên. Quá đẹp luôn. Nếu bạn nào thấy đẹp thì nhớ like, share và subscribe cho mình nha. Bye.